Tại xã Minh Phượng, huyện Yên Dũng, Bắc Giang, những ngày này, các Phật tử và người dân xung quanh con ngõ không khỏi tò mò và thích thú khi được lắng nghe những lời tụng kinh và tự mình dâng hương bày tỏ lòng thành kính trước bàn thờ Phật nhân mùa Vu Lan ngay trong khu phố. Tôi rất vui là khi đi qua đây thì biết đến gia đình bà đang làm lễ Vu Lan, thế là may mắn cho tôi là và các con cháu của tôi cùng vào đây để thắp một nén nhang cùng với các cụ để nhớ đến ngày lễ Vu Lan của mình để báo hiếu cho cha mẹ, là tôi rất vinh dự. Hôm nay em đi ngang qua thì các bà đang làm lễ nghi thức Vu Lan ạ. Em có vào em tìm hiểu thêm mà cũng học hỏi thêm mà rất nhiều ạ. Em cảm thấy chương trình này rất ý nghĩa. Từng có thời gian hoạt động tích cực trong đạo tràng tại Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng, nên dù 3 năm nay sức khỏe yếu không thể đến chùa, nhưng các Phật tử vẫn nhiệt tình tới giúp đỡ, hỗ trợ bà Sen dựng bản lễ Vu Lan cho người dân tại đây. Hàng năm đến rằm tháng 7 thì các đạo tràng Phật tử để về đây hộ phúc gia đình nhà tôi, cho các vong linh, các bậc tiền bối của tôi được siêu thoát, về với cõi Phật được an vui. Đấy, tôi, cái tâm của tôi lúc nào cũng thế. Thế mà các Phật tử về đây tôi thấy phấn khởi lắm. Hôm nay tổ chức một buổi lễ Vu Lan ở thôn xóm, ở tại nhà của bà Sen, để cho các Phật tử đến biết được đến tưởng nhớ đến ngày Vu Lan báo hiếu ông bà cha mẹ. Vì vậy các Phật tử đến đây rất là hoan hỷ với cái tâm là sung sướng được lễ Phật, được gặp các Phật tử, được cài hoa. Bên cạnh các nghi thức, đoàn Phật tử còn phân công nhau tới thăm hỏi từng nhà và trao những phần quà yêu thương cho người cao tuổi, yếu thế trong khu phố. Đây chính là hành động tri ân hướng thiện, gieo nhân lành trong dịp Vu Lan. Vu Lan thôn xóm, các Phật tử rất vui vẻ, và trong đồng nghĩa với cái lễ này thì các Phật tử cũng có một tấm lòng chia sẻ với những người tàn tật, người già, yếu, là sẽ tặng quà bằng những hạt gạo thân thương của những Phật tử đã mang đến để giúp một phần nào đó để cho những người yếu. Từ ngoài phố và đến các viện dưỡng lão, không khí Vu Lan cũng rộn ràng hân hoan. Bên cạnh các tiết mục văn nghệ thì những hoa đăng, hoa hồng cài áo cũng được các cụ ông, cụ bà và điều dưỡng viên hối hả chuẩn bị. Đặc biệt có những cụ đã hơn 100 tuổi, mắt đã mờ, tay đã run nhưng vẫn vui vẻ nhiệt tình hưởng ứng. Bây giờ mà dưỡng lão này mà mới biết là có cái Vu Lan này, ngày của cha, ngày của mẹ, bây giờ mà mới biết chứ có biết đâu. Nó rất là vui vẻ mà ba mới hiểu biết được cái chuyện biết được cái chuyện là có cái ngày này, những ngày này từ nhà thật không biết. Để chuẩn bị cho các cụ một cái ngày Vu Lan báo hiếu thật là hoành tráng, thật là xúc động, chương trình cũng đã lên từ hàng tháng rồi. Với bản thân mình thì mình thấy nó rất là ý nghĩa, nó mang một cái nét đẹp về không những về tâm linh mà còn nét đẹp văn hóa hàng ngày. Khi tham gia vào hoạt động nhân mùa Vu Lan này, tôi thấy rất là vui, và mỗi người đều có một cái sự suy nghĩ về công lao của cha mẹ đã nuôi dưỡng mình, và đồng thời đây nó cũng tăng thêm được cái tình cảm chia sẻ lẫn nhau, tình đoàn kết. Mọi người ở trong trung tâm cũng như là một mái nhà chung cho tất cả chúng tôi. Trong khóa lễ Vu Lan, những bông hoa đặc biệt với danh hiệu cha mẹ tuyệt vời khiến các cụ ông và cụ bà tại Viện Dưỡng Lão Diên Hồng vô cùng hạnh phúc, xúc động. Buổi lễ tuy nhỏ nhưng đã tiếp thêm niềm vui và năng lượng tích cực cho các cụ. Rất ý nghĩa, gợi lại cái tình cảm. Dù các bà đã già rồi, nhưng mà vẫn còn bố mẹ. Vẫn nghĩ đến bố mẹ, cái hiếu thảo của bố mẹ. Nhắc nhở lại cái trí nhớ cho các bà thấy cái đó rất tốt. Vu Lan là một ngày hết sức đặc biệt đối với lại trung tâm, thì với ý nghĩa là tưởng nhớ đến cha mẹ hoặc là những người đã khuất, với tổ tiên, thì bên mình cũng muốn thay mặt những người con cháu các cụ và tổ chức cho các cụ một ngày thật là ý nghĩa, và để cho các cụ cảm thấy giống như đang ở cùng với con cháu, với gia đình mình nhất. Tháng 7 mùa Vu Lan về là dịp để những người con nhớ đến bố mẹ, ông bà, gia đình, người thân với tình yêu thân thương nhất. Những chương trình này cũng là lời gửi gắm, lời cảm ơn từ chính các gia đình cũng như đội ngũ nhân viên gửi đến các cụ.
Hy vọng rằng các cụ sẽ còn được đón nhiều mùa Vu Lan an lành và nguyện cầu những điều tốt đẹp, may mắn nhất sẽ đến với các cụ. Bên cạnh các hoạt động nghĩa tình thì không khí Vu Lan cũng xuống phố rực rỡ với cờ hoa, biểu ngữ, hoa đăng và diễu hành. Tất cả đã tạo nên một mùa Vu Lan sống động, thiết thực, góp phần lan tỏa tinh thần hiếu hạnh đến đông đảo người dân trên cả nước. Hãy cùng bản tin An Viên 24 giờ dạo quanh một vòng mùa Vu Lan. Ngay từ rất sớm, người dân và Phật tử tỉnh Khánh Hòa đã chuẩn bị những chiếc xe cho sự kiện diễu hành, cổ suý tinh thần hiếu đạo nhân mùa Vu Lan, Phật lịch 2566, Dương lịch 2022. Sau 2 năm tạm dừng mọi hoạt động, thì chương trình này có ý nghĩa đặc biệt đối với Phật giáo, cũng như người dân phố biển. Hôm nay tại Khánh Hòa mình đây có cái cuộc gọi là diễu hành nhân cái ngày Vu Lan báo hiếu, đó là cái ý nghĩa thiêng liêng của Phật giáo và cũng nhằm phổ biến cái tinh thần hiếu đạo của người con Phật, khích lệ tinh thần của người tới đi chùa trong ngày rằm tháng 7 nói riêng và các ngày lễ hội khác nói chung. Và cái tinh thần trong buổi lễ hôm nay trên là chư vị hòa thượng nói chung và các ban ngành của tỉnh nói riêng trong cái bộ phận ban trị sự rất là phấn khởi khi mà chúng ta tổ chức cái chương trình này. Con rất hân hoan, vui mừng khi con được tham gia trong cái lễ hội Vu Lan nhằm mục đích để lan tỏa ra cho tất cả các Phật tử của người dân Việt Nam nói chung và Phật tử trong đạo Phật nói riêng luôn luôn phải uống nước nhớ nguồn. Từng băng rôn biểu ngữ hay những chiếc pano cầm tay mang nội dung vô cùng ý nghĩa được Phật tử trang trí kỹ càng trên hơn 100 chiếc xe đạp, xe máy. Đoàn xe nối đuôi nhau mang thông điệp đến từng nẻo đường nơi phố biển Nha Trang đã tạo nên khung cảnh vô cùng đặc biệt và thu hút. Mỗi lần gặp người dân, đoàn xe lại dừng lại để khởi duyên cài những bông hoa hồng trên ngực áo họ. Điều này đã mang lại sức lan tỏa rất lớn đối với Phật tử nói riêng và người dân Khánh Hòa nói chung. Đây là một cái chương trình truyền thông của giáo hội để mọi người Phật tử, những người yêu mến đạo Phật biết về cái mùa Vu Lan báo hiếu và hướng về báo hiếu cha và mẹ, và những điều đó sẽ giúp cho chúng ta nhớ lại công ơn cha mẹ và từ đó chúng ta có những hành động thiết thực để mà báo hiếu với cha mẹ. Em cảm thấy rất biết ơn vì các thầy, các anh, các chị đã tạo ra chương trình ngày hôm nay để em được cài lên bông hoa màu hồng, vì điều đó tượng trưng cho em còn cha còn mẹ. Em nguyện sẽ học, cố gắng học tập để không phụ lòng cha mẹ. Với những hoạt động như thế, mùa Vu Lan với ý nghĩa cao đẹp đã có thể đến gần với nhiều người hơn. Bên cạnh đó, sự hưởng ứng nhiệt tình, sự đồng cảm sâu sắc của người dân chính là nguồn khích lệ, động viên to lớn để mùa Vu Lan tiếp tục xuống phố, mang đến những giá trị yêu thương. Đại dịch Covid-19 đi qua đã để lại biết bao mất mát, đau thương và những khó khăn chồng chất. Những nỗi đau, những giọt nước mắt vẫn nén trong tim người ở lại. Để xoa dịu bớt nỗi đau của những gia đình có người thân đã khuất, Chu Đại Tùng Lâm Hoa Sen, huyện Đa Quai, tỉnh Lâm Đồng thành tâm thông báo đến quý Phật tử, nhân dân gần xa được biết và đăng ký tham dự đại lễ cầu siêu để hồi hướng công đức, nguyện cầu cho các hương linh sớm siêu thoát về nơi cực lạc. Thời gian diễn ra từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 28 tháng 8 năm 2022, nhằm ngày 28 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 năm Nhâm Dần. Quý Phật tử, nhân dân đăng ký cầu siêu được miễn phí toàn bộ chi phí sinh hoạt và cầu siêu. Vui lòng liên hệ qua hotline 0912 120710 hoặc website daitunglamhoasen.vn để đăng ký.